Chào mọi người, có ai giống như em không? Em vừa bị đá, lý do là em biết nhiều quá, anh cảm thấy không xứng. Hình như hiểu biết quá cũng là một cái tội hay sao á, ảo thật chứ. Chuyện là em quen một anh học IT cùng trường, anh ấy năm tư, còn em thì mới năm hai thôi. Em thì học ngành ngôn ngữ Anh, đại khái thì em rất thích đọc, đặc biệt là tự tìm hiểu những kiến thức mới nên em cũng có mày mò mà học tập. Có hôm em chủ anh ấy đi chơi, nhưng mà anh lại bảo Nay không được rồi, anh đang bởi sửa code. Nghe vậy em mới hỏi Vậy giờ anh đang ở đâu? Anh ấy trả lời Anh đang ở trọ đây Em liền chạy sang trọ của anh Thấy anh đang ngồi cầm cụi gõ rồi xóa Hình như là đang chưa biết sai chỗ nào mà nó không chạy Em lao vào ôm anh một cái rồi bảo Đưa đây em coi thử coi Em có tìm hiểu một chút về lập trình Nên cũng coi như là có kiến thức Sau 15 phút xem xét thì em sửa lại được cho anh Em nhìn nó chạy rồi cười với anh đó, chạy rồi đó, đơn giản vậy mà anh cứ tìm mãi vậy, thua em Anh người yêu cứ tròn mắt nhìn em Em vỗ anh một phát rồi nói Thôi, thay đồ rồi chở em đi chơi, có xong rồi đó Chả hiểu sao anh ấy im lặng nhìn máy tính một chút rồi bảo ừ, Giờ anh hơi mệt, chắc hôm sau mình đi nha Em hơi thất vọng một chút nhưng vẫn cười với anh Không sao, về em về nha, anh xem lại cót đi Buổi khác anh qua trò em chơi Bọn em đang nấu ăn thì anh la toán lên dáng trời em có dáng nè em chẳng bất ngờ lắm hôm trước em cũng có thấy rồi em thản nhiên cầm cái dép đi tìm con dáng rồi phanh nó cái bếp trước sự ngỡ ngàng của anh em cười ha hả Khâu con dáng mà anh cũng la, thua em nữa nguyên buổi ăn hôm đó anh có vẻ không vui vẻ lắm em cũng chẳng hiểu tại sao Rồi hôm sau khi cả hai đang ngồi trong trọ của anh học bài em cần ổ cắm truyền để vừa sạc laptop vừa dùng em bảo với anh lấy cho em mượn ổ cắm truyền với anh tìm một lúc trời đáp Phòng anh chỉ có một dây Nhưng mà dây này bị chuột cắn đứt rồi Để anh đi mua dây khác cho em nha Em xua tay Thôi không cần đâu đưa đây em nói cho Người yêu em tròn mắt nhìn em Em biết nói hả Em cười vui vẻ đáp Vâng em biết cả thay bóng đèn Nói dây điện Sửa đồ điện Sửa ống nước Sửa vòi Ở trọ em em sửa suốt mà Để chứng minh câu nói của mình Em nhanh chóng hành nghề sửa chữa Cái này là em học lỡ một chút ở bố em thôi Bố em ở nhà hay sửa cái này cái nọ Bố em bảo Con học đi sau này đỡ phải nhờ vả người khác sau này đi ở trò học xa đúng là rất hữu ích thiệt em sửa xong em nói đơn giản vậy mà anh cũng không biết sửa hả thua em thôi sau này có gì cứ gọi em thuê tốn tiền người yêu em lại trầm ngâm nhìn em anh thấy cái gì em cũng biết ha em gãi đâu ừ thì em chỉ biết chút xíu à anh hỏi tiếp nè ngoài lập trình sửa đồ gia dụng em còn biết xem bói học được bốn ngôn ngữ rồi viết thêm chữ đẹp để sáng tạo thiết kế đồ họa Em còn biết thêm cái gì nữa không vậy? Em nghe anh nói mà sướng hết cả người Tại em thích người khác công nhận những khả năng của mình lắm Em nhanh miệng trả lời Em biết một chút về vẽ, đàn piano, đàn violin, guitar Em được đây đen karate và đang học taekwondo Em đang tính là học thêm về tâm lý học, bất động sản và chứng khoán trong tương lai nữa kìa Nói đến đây anh im bặt Em và anh tiếp tục học bài Đến tầm tối muộn thì anh đưa em về lại trọ Cả buổi hôm ấy em khá là vui Em chia sẻ với anh những kiến thức em có em nghĩ là anh hỏi thế vì anh hứng thú đến lúc chuẩn bị đi ngủ em nhận được tin nhắn từ anh mình chia tay đi anh xin lỗi anh không muốn tiếp tục với người cái gì cũng biết như em nghe thì hèn hạ thật sự nhưng mà là thế đó em tâm lý tinh tế giỏi giang mạnh mẽ cái gì em cũng biết anh cảm thấy tự ti anh nghĩ là em xuất sắc như vậy cần gì một người yêu nữa thôi mình chia tay nha chúc em tìm được người tốt hơn Em sốc Ủa gì vậy Biết nhiều cũng sai hả Đó là cái lý do để chia tay được luôn Không hiểu kiểu gì Đã biết ít hơn thì tự cầu tiến mà học tập đi Lại còn cảm thấy không xứng mà chia tay Chịu đó thôi chia tay đi cho rảnh nợ Đến hôm nay Tôi sốc thật sự và hoang mang với cuộc hôn nhân này lắm Tôi kết hôn được 20 năm rồi Chúng tôi có hai đứa con Và cuộc sống gia đình rất êm ấm Nội ngoại hai bên đều không có gì khó khăn Nói chung cuộc sống hôn nhân của tôi là niềm ao ước của bao nhiêu người tôi làm về bất động sản thường xuyên phải đi công tác vợ tôi là giảng viên đại học chuyên ngành của vợ tôi là về luật ngoài ra vợ tôi còn là chuyên gia tâm lý và có cả một phòng khám tư nhân cái phòng khám ấy là đất của vợ tôi vợ tôi bảo là đây là đất mà bố cho em tụi mình xem phòng khám ở đây nha thế là vợ chồng tôi chung góp tiền để mở phòng khám cuộc sống của chúng tôi có dư giả và ăn tiêu thoải mái cho đến một ngày vợ tôi bàn với tôi là mời nội ngoại hai bên đi du lịch ở khu nghỉ dưỡng nọ tôi thì chẳng phản đối gì ngược lại còn rất vui vẻ và bảo được chứ anh sẽ tài trợ mọi chi phí ăn uống nghỉ dưỡng giải trí nghỉ ngơi nữa chuyến đi diễn ra rất thuận lợi mọi người đều vui vẻ và tự hào về vợ chồng chúng tôi nhưng tôi không vui nổi vì trong một lần cao hứng vợ tôi mới thú nhận với cả nhà con nói cho cả nhà một bất ngờ khu nghỉ dưỡng này là của tự con mẹ tôi mới hỏi vợ chồng chúng mày mua từ lúc nào vậy vợ tôi cười dạ không khu nghỉ dưỡng này là của riêng con đó tôi sốc tôi hỏi nhỏ vợ em mua từ lúc nào mà sao không nói anh vợ tôi bảo em mua lâu rồi bằng tiền của em nếu mọi người nghĩ vợ chồng thì của chồng công vợ là ngược lại thì hoàn toàn sai vợ tôi là giảng viên ngành luật mà cô ấy rành luật hơn bất kỳ ai khác tôi biết thừa Cô ấy sẽ để bố hoặc em cô ấy đứng tên rồi ký tặng cho cô ấy. Nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Tôi chỉ nghĩ là chắc vợ tôi sợ sau này có chuyện gì bất trắc thì có cái mà xoay sở. Không sao, chuyến đi chơi ấy cũng kết thúc trong sự ổn thỏa. Lần khác, vợ chồng tôi đang ôm nhau, vợ tôi bàn tôi về việc mua đất. Tôi làm về đất đai nên tôi biết rõ khu đất vợ tôi mua giá bây giờ rất cao, nhưng sau thì khó bán. Tôi mới nói từ chối đi. Vợ tôi thản nhiên thế thì anh ký cho em cái giấy từ chối tài sản em mua bằng tiền của em nói xong cô ấy lấy từ túi tài liệu ra một tờ giấy từ chối tài sản và bảo tôi ký tôi cũng đăng ký theo ý của cô ấy thế là mảnh đất cô ấy mua là tài sản riêng của cô ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ cho rằng một hai mảnh đất cũng không sao gọi là có cái để phòng thân nhưng mà lần khác nữa tôi chợt nghe cô ấy nói chuyện với bố của cô ấy về việc mua đất đai và ký tặng cho cô ấy qua cuộc trò chuyện ấy Tôi nhận ra vợ tôi có rất nhiều đất đứng tên cô ấy Cũng là tài sản riêng của cô ấy Rất nhiều nữa là đằng khác Toàn là cô ấy mua rồi nhờ người thân đứng tên và ký tặng lại cho cô ấy Tôi sốc Tôi không biết là cô ấy lấy đâu ra mà nhiều đất như vậy Hơn nữa lại không cho tôi biết Và giữ lại tài sản riêng Tôi chẳng hiểu nổi Cô ấy không tin tưởng tôi hay là ích kỷ Tôi mang thắc mắc ấy đi hỏi cô Tôi mang thắc mắc ấy đi hỏi vợ Anh nghe em nói chuyện với bố rồi Tại sao em lại làm như vậy? cô ấy trả lời thản nhiên không có gì là chắc chắn hết lỡ sau này có ly hôn em cũng phải có cái để lo cho em với con chứ tôi khó chịu nhưng chúng ta hiện tại đang là vợ chồng tiền cũng là của anh chứ cô ấy vẫn thản nhiên em mua bằng tiền của em tài sản là của em còn giờ anh ký giấy từ chối tài sản giúp em tôi không phục tiền lương của anh cũng đưa hết cho em cầm giờ em cầm mua đất như vậy rồi thì nó biến thành tài tiền lương của anh cũng đưa hết cho em cầm bây giờ em cầm mua đất như vậy rồi thì nó biến thành tài sản riêng của em hả Cô ấy vẫn khăng khăng. Em nói rồi, em cần để phòng thân sau này, không có ai biết chuyện gì xảy ra, anh yên tâm đi, tiền anh đưa cho em, em không có dùng để mua đất, anh không ký cũng chả sao. Chẳng hiểu kiểu gì, rõ ràng là đang vợ chồng lại có suy nghĩ như vậy. Cô ấy thực tế quá hay là do tôi nghĩ nhiều? Cưới nhau được 20 năm rồi mà còn có tài sản chung, tài sản riêng. Tài sản riêng là cái gì mà cứ chụp miếng đất như vậy? Tôi cảm thấy như là mình đang bị lừa ấy, thất vọng thật sự. Tôi nên làm gì bây giờ? Người yêu tôi ngoại giao với cả dòng họ nhà tôi. Nói chung là đỉnh mọi người ạ. À. Tôi là Hùng, quen em người yêu tên Trang được 4 năm rồi. Vài tháng trước, tôi quyết định đưa Trang về ra mắt gia đình tôi. Ban đầu tôi hơi lo sợ bởi quê chúng tôi cách xa nhau mà bố mẹ tôi thường nhắc là tôi phải lấy vợ ở gần. Nhưng do chúng tôi quen nhau khá lâu và có tính đến chuyện lâu dài nên tôi quyết định vẫn đưa Trang về ra mắt. Lúc tôi bảo sẽ đưa cô ấy về gia đình tôi chơi, Trang lo lắng lắm. Cô ấy cũng biết chuyện gia đình tôi không thích tôi yêu người khác tỉnh huống hồ chúng tôi là kẻ bắt người trung tôi an ủi cô ấy không sao đâu mình chân thành thì mọi người sẽ đối xử với mình bằng sự chân thành thôi rồi cũng đến ngày chúng tôi về nhà tôi chơi trang hôm ấy mặc một chiếc váy rất xinh kín đáo khác hẳn cái phong cách quyến rũ thường ngày trang còn mua quà cho mọi người trong gia đình tôi nữa ban đầu khi mọi người biết trang là người miền khác cũng tỏ ra vẻ không ưng lắm nhưng không gây khó dễ gì với trang bỏ qua màn chào hỏi đến lúc ăn cơm trang làm tôi bất ngờ thật sự trang tháo vác và rất chịu khó giúp đỡ mọi người khác hẳn thường ngày hầu như cô ấy chẳng làm gì cả đến lúc em gái tôi hỏi đùa chị làm nghề gì ấy ạ à? trông chị khí chất rất giống những tổng tài trong chuyện ngôn tình mà em hay đọc đó trang cười và bảo tổng tài gì đâu chị chỉ đứng tên chuỗi viện thẩm mỹ và vài nhà hàng khách sạn thôi chủ yếu là do bố chị cho chị chị chỉ mở rộng thêm à nghe xong mà cả nhà tôi ngơ ngác nhìn nhau nói thật thì trang rất giỏi ở tuổi của cô ấy là cực kỳ giỏi so với mặt bằng chung rồi. Hình như là do biểu hiện của Trang rất tốt nên bố mẹ tôi từ chưa ưng thành rất quý cô ấy. Tôi trông như thế cũng nhẹ lòng. Cô ấy rất vui vì điều này. Lúc ra về, mẹ tôi còn dặn dò Trang thường xuyên về chơi và bao giờ về đến nơi nhớ gọi điện cho ba mẹ. Sau hôm ấy, mẹ tôi và Trang thường xuyên trò chuyện, tâm sự với tôi. Hai người quan tâm nhau lắm và khá hợp nhau trong nhiều chuyện. Thật ra bố mẹ tôi cũng không phải kiểu quá khó tính ngược lại là rất tôn trọng quyết định của con cái chỉ cần bố mẹ cảm thấy hợp lý thì không có phản đối gì lần khác tôi đưa trang về chơi hôm ấy gia đình tôi có vũ cụ tôi đưa trang về tiện để giới thiệu với họ hàng thân thích mẹ tôi đưa trang đi giới thiệu cho người này người kia phải nói là trang giao tiếp rất giỏi chỉ sau một buổi thôi cô ấy đã quen biết hết họ hàng nhà tôi rồi ngay cả những người mà tôi chẳng biết là có họ hàng với nhà mình hay không bởi họ hàng nhà tôi có rất nhiều công việc xong xuôi chúng tôi quyết định ở lại chơi với bố mẹ vài hôm vì vài hôm nữa cũng là đám cưới của em họ tôi mọi người cũng biết rồi đó đám cưới là lúc họ hàng tụ tập nhiều nhất người ta thì sẽ thường giới thiệu cho người yêu của mình cô gì chú bác còn tôi thì gặp ai cũng phải hỏi người yêu ai đấy nhỉ anh chào bằng chú hay là bằng bác có phải tím hoa vợ của bác bắt không nói chung là cứ như thể tôi là cháu rể về nhà vợ tôi chơi vậy trái ngược với tôi người yêu tôi thì biết gần hết họ hàng nhà tôi lại còn trò chuyện rất thân mật nữa. Đôi lúc họ không còn thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi mà trực tiếp hỏi han, quan tâm đến người yêu của tôi luôn. Mọi người bảo chờ mãi mới thấy thằng Hùng đưa người yêu về. Yêu thằng Hùng chắc cũng khổ tâm nhiều lắm cháu ha. Thôi, cố gắng nha. Sau này đừng có trả nó về nơi sản xuất nha, tội mấy bác lắm. Người yêu tôi cứ dạ dạ vân vân, rồi cười tôi trêu chọc. Tôi thì chỉ biết bất lực và vuốt mặt thôi. Đây có được coi là màn ra mắt thành công không nhỉ? sao tôi cảm thấy tôi bị ra rìa quá. Đúng như trong truyền thuyết ha, người ta hay truyền tay nhau, cứ đưa người yêu về là mình bị thất sủng ngay. Cứ tưởng là mỗi bố mẹ tôi quý trang, ấy thế mà cả dòng họ tôi ai cũng ưng trang luôn. Tôi thì tôi làm cái bóng của cô ấy cũng được. Tôi nguyện ý. Mấy đứa yêu nhau đều không bình thường khiếp thật mọi người ạ à. nay em ăn cơm với bạn cùng phòng tên là mạnh và người yêu nó tên là linh mà sợ quá người yêu nó cũng là bạn của em luôn nay ba đứa rủ nhau ăn lẩu cuối tuần trong bữa lẩu ấy em phải ăn thêm cả cơm chó mà cái cơm chó này cho chó ăn chó cũng chê nữa hôm nay em mới chứng kiến được quả mà trước giờ em không tưởng tượng được đến của mấy đứa yêu nhau ừ thì mấy hành động như gắp thức ăn cho nhau bóc tôm gỡ xương này kia thì nó rất là bình thường Ăn chung đũa, uống chung cốc thì cũng chẳng có gì phải bàn cãi rồi. Nhưng đằng này, chúng nó có những hành động mà không giống người thường các bác ạ. Vì ăn lẩu nên hơi nóng mà lúc ấy chúng nó đều đi làm về muộn, rất đói. Thế là con Linh lỡ ăn miếng xúc xích nóng bỏng lưỡi, thay vì nhả ra xuống bát hoặc đâu đó thì không ai nói gì. Đằng này đòi thằng Mạnh thổi phu phu vào mồm mới chịu cơ. Đến miếng xương nó không chịu nhả ra chỗ để xương mà cứ phải nhè ra tay thằng Mạnh chưa hết cái này mới gọi là quái đản này mọi người con linh nó ăn miếng thịt dai dai nó nhai không nổi thế là nó nhả xuống bát người yêu nó thế nhưng thằng mạnh vẫn gắp lên ăn như bình thường eo ơi em không thể tưởng tượng nổi cái miếng thịt trong miệng thằng mạnh nó cảm giác như thế nào nữa nhưng mà em thấy kinh thật sự cái việc mà nó ăn thức ăn của nhau từ trong miệng ra dường như là thói quen sẵn có của chúng nó rồi. Mọi người đừng nghĩ chỉ thằng Mạnh mới chịu ăn đồ thừa của con Linh. Mà ngược lại, con Linh thấy thằng Mạnh đang ăn miếng sụn là nó đòi nhả ra cho nó ăn. Em không thể nhịn nổi với chúng nó nữa. Em đặt cái bát xuống quát. Chúng mày kinh vừa thôi chứ, khiếp chết đi được. Tao còn sống ở đây đấy nhá. Thế mà vẫn cười khỉ khỉ. Mày chưa có người yêu nên chưa biết đấy thôi. Mày còn no lắm, sau này có người yêu là thấy bình thường ngay. Em không chịu nhún nhường mà quát thêm, bình thường thì về ăn cùng nhau đằng này có cả người khác nữa ngồi ăn mất cả ngon con bạn em vẫn gân cổ cãi ơ ờ hay ai ăn thì việc của người ấy ăn thôi có gì mà nặng nề em nói thật chứ không biết mọi người cảm giác như thế nào cho em thấy kinh kinh kiểu gì ấy em là đứa rất trọng ăn uống và khắt khe trong lúc ăn cứ ăn chẹp chẹp là anh đã thấy khó chịu rồi đằng này chúng nó không nhai chóp chép phát ra tiếng nhưng mà ăn thế kia thì bố ai mà ngồi ăn được kể cả hai đứa ấy thân với em thì em cũng không thể chấp nhận nổi Lúc này thằng Mạnh thấy không khí hơi căng thẳng nên là đành bảo Đây gắp cho Huy một miếng nhé, khỏi phải ăn cơm chó tiếp nhé, ăn năng suất và đi Thôi thì coi như cũng biết điều, hơn nữa mình bỏ tiền ra mua đồ ăn, chẳng lẽ lại nghỉ ăn à? Thế là em đành tiếp tục ngồi ăn trong sự hậm hực. Cũng may là sau đấy chúng nó biết tiết chế lại, làm những hành động giống con người bình thường rồi. Sau bữa ăn ấy thì ai về nhà đó và chắc chắn sẽ không có bữa ăn nào mà chỉ có mỗi em ở đôi ấy nữa. Tình bạn vẫn khăng khít nhưng chuyện ăn uống thì không. Nói chung là chừa dại. Xin chào mọi người, sau đây mình xin phép kể về câu chuyện đầy sự éo le của mình, mình xin phép giấu tên ạ. À. Mình và anh người yêu hiện tại là người yêu cũ, quen biết nhau từ năm lớp 9. Hồi cuối năm lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10, anh tỏ tình với mình. Lúc đó mình cũng đồng ý luôn vì mình cũng để ý anh rồi. Cả hai đều giấu không cho gia đình biết, nhưng cuối cùng thì vẫn bị phát hiện. Mình và anh thời gian đó cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng mà cũng phải động viên nhau cùng cố gắng rồi cùng nhau thuyết phục gia đình. Mãi rồi gia đình hai đứa mới đồng ý cho bọn mình đường đường chính chính qua lại với nhau. Hai đứa mình ai cũng được gia đình hai bên yêu quý nên chúng mình đã vẽ ra nhiều mục tiêu cho nhau và tính đến chuyện kết hôn nữa. Nhưng đời lại không như mơ, mình thì con một, anh thì con út, gia đình anh có hai đứa con trai. Khi mà học xong cấp 3 thì anh được lệnh gọi đi nhập ngũ. Anh trúng tuyển, giờ đang là công an nghĩa vụ ở thủ đô, Trước lúc anh lên đường, anh có hứa với mình và dặn mình là Em ở nhà ngoan nha, anh đi rồi sẽ không có ai ở nhà chăm sóc em nữa đâu. Nên là ăn uống ngủ nghỉ cho cẩn thận vô. Cố gắng đợi anh về rồi anh sẽ cưới em làm vợ. Chờ anh nha. Sang hôm sau, gia đình anh có làm bữa chia tay, ngồi nói chuyện với nhau mình khóc. Anh thấy vậy cũng khóc theo luôn mọi người ạ. À. Được vài hôm thì anh lên đường nhập ngủ, anh vẫn gọi về cho mình và hỏi thăm bố mẹ mình thường xuyên. Bố mẹ mình ưng anh lắm. Sau 3 tháng tân binh, anh về đơn vị thủ đô. Từ đó, tính cách của anh đã thay đổi 360 độ, trở thành con người hoàn toàn mới. Bọn mình ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Đợt tháng 10 năm ngoái, bọn mình có cãi nhau một trận rất to. Anh không nói chuyện với mình, mà tìm một chị cùng sớm nói chuyện, tán tỉnh nhau. Khi mà mình biết thì anh nói chỉ khi chỉ là bạn, anh em và trêu nhau thế thôi chứ chả có gì. Ừ thì mình cũng chấp nhận tha thứ, cho nhau một cơ hội. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy mọi người à tháng trước anh được về phép, mình chỉ lấy điện thoại anh nghịch tí thôi. Giác quan thứ sáu mách bảo mình phải vào tớp tớp qua nấy, thấy thông báo tin nhắn và khẩm minh mình ấn vào xem thì ôi thôi ngỡ ngàng và bật ngửa luôn. Anh đang tán tỉnh một cô có 20,8 nghìn follow tớp tớp. Mình biết và hỏi anh thì anh cười, sang dỗ mình, hứa sẽ không tái phạm nữa. Mình thật sự thất vọng vô cùng, nhưng do yêu quá nên mình vẫn chấp nhận bỏ qua trước khi chưa có những mối quan hệ mập mờ của anh thì bọn mình đang tính đến chuyện kết hôn nhưng mình là con một nên không thể đi làm dâu được nhà anh thì có hai con trai nên mình có ngỏ ý kêu anh vào nhà mình ở rễ và thế lại lần nữa cãi nhau sau vài hôm thì anh quyết định vào nhà mình ở lúc đó mình mừng và nói với anh là em sẽ không bỏ bố mẹ anh đâu ạ à. nhưng mà hôm qua mình có hỏi lại thì anh lại nói xin lỗi em anh không đi bà không cho anh đi anh đi là bà cắt với anh đó Còn bố mẹ anh rất dễ tính Mình nghe xong khóc rồi tuyệt vọng luôn Nằm suy nghĩ và đưa ra quyết định Nên dừng lại Có cố gắng tiếp tục thì cũng chẳng ý nghĩa gì Mặc dù mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm Tính cách của anh như vậy Thêm có cả hoàn cảnh gia đình hai đứa nữa Mình rối quá Chỉ có cách vậy mới là con đường mới cho bọn mình Hiện giờ mình chấm dứt với anh rồi Nhưng mà còn quá nhiều tình cảm Liệu quyết định của mình có đúng đắn không? mọi người cho mình xin lời khuyên với. Không thể buông bỏ được, nhưng cũng bất lực và tự trách bản thân sao thật yếu đuối quá. Chào mọi người, em hy vọng có thể chia sẻ suy nghĩ của mình qua trang mạng giấu tên để vơi đi bớt phần nào nỗi buồn trong lòng. Và dòng tâm sự tới đây là về cuộc đời của em. Cuộc đời của một đứa có đam mê và ước mơ, khao khát mãnh liệt được diễn xuất. Nhưng sao mà khó quá mọi người à. Em xuất thân cũng không phải trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nhưng lạ lắm, Chính em cũng không rõ vì sao ngay từ khi lên 8, lên 9 tuổi, em đã yêu thích diễn xuất tới như vậy. Với em, diễn xuất là một điều gì đó thiêng liêng lắm. Em hay tự mình diễn lại những phân cảnh mà em tâm đắc trong các bộ phim mà mình xem được. Nghe thì có vẻ dở hơi, điên điên, nhưng không mọi người à. Em diễn một mình, tự lên kịch bản, tự viết những cốt truyện mà mình tâm đắc, rồi diễn lại nhưng chưa bao giờ thấy điều đó là điều đáng xấu hổ cả em luôn quyết tâm rằng nhất định mình phải thi vào đại học sân khấu điện ảnh. Lịch sử tìm kiếm trên tất cả các diễn đàn Google, cốc cốc, YouTube tràn ngập hình ảnh của những diễn viên xuất chúng ở cả Việt Nam và thế giới, không một bài báo, một bộ phim của họ mà em bỏ qua. Tranh ảnh nè, poster của họ, của những bộ phim nổi tiếng cũng được dán đầy trên tường ở phòng ngủ. Em khao khát, khao khát trở thành một diễn viên nổi tiếng để thỏa mãn niềm đam mê, hoặc không thì chỉ cần có cơ hội được diễn xuất là đủ. Em khao khát vô cùng. Rồi khi nghe nguyện vọng của em, gia đình em không đồng ý, trước mãnh liệt. Mọi người biết rồi đó, thế giới của showbiz rất phức tạp và họ không muốn em mạo hiểm. Em nhủ rằng mình sẽ dùng chính khả năng của bản thân để có thể thuyết phục gia đình. Mà ai ngờ giờ đây em không biết rằng mình cứ cố nếu giữ mãi giấc mơ này có được hay không nữa. Em mắc phải một chứng bệnh nặng về mắt, phải làm phẫu thuật thì lực của em giờ không giống như người bình thường nữa mọi người biết đó diễn viên truyền tải cảm xúc qua đôi mắt chưa nói đến đâu xa riêng cảnh khóc cũng rất đa dạng muôn màu muôn vẻ nhưng em bây giờ lại trở thành một người đam mê diễn xuất nhưng không biết khóc mọi người ạ không phải vì em không có năng lực mà vì em không được phép đúng là có những lúc em vẫn sẽ khóc khi gặp chuyện buồn nhưng luôn phải cố gắng hạn chế lại để bảo vệ đôi mắt của mình bác sĩ luôn dặn em phải tránh căng thẳng mệt mỏi cho mắt Lúc nằm trên bàn mổ Em thấy sao nghiệt ngã quá Chẳng lẽ buộc phải từ bỏ hay sao Em không nở Bạn bè biết chuyện nói em có thể diễn những cảnh khác được mà Đâu nhất thiết phải là khóc đâu Nhưng em lại là một đứa cứng đầu Em muốn bản thân có thể trở thành một diễn viên trọn vẹn Có đủ khả năng truyền tải mọi cung bậc cảm xúc với người xem Mà chưa nói tới điều này Thì lực giảm xúc Dù cho có đeo kính trợ giúp em Cũng chỉ nhìn được ở mức cao nhất là 7 trên 10 mà thôi Một đôi mắt dại thì với những phân cảnh dễ dàng có khi em cũng không thể truyền tải được nữa. Tự mình xem lại những kịch bản để đó, những đoạn video ngắn quay lại mình khóc, mình cười, mình trở nên độc ác hay nhu mì theo từng kịch bản mà bản thân dựng lên, em thấy tiếc lắm. Em biết cũng sẽ có người cho rằng em đang quá tự tin vào năng lực của mình, nhưng em cũng muốn một lần thử sức và được khán giả công nhận. Em nghĩ thôi, đã không có duyên thì đành buông bỏ vậy. Ba mẹ nuôi em lớn đôi mắt này của em cũng là báu vật vô giá trong lòng họ em mà cứ cố chấp làm hại tới mình nhất định cũng sẽ khiến họ đau lòng nhưng nhiều khi theo thói quen bỗng dưng muốn được diễn xuất em lại không đỡ buông tay mọi người ạ à. Mọi người có thể cho em xin lời khuyên được không chào cho các con ế rảnh rỗi không có việc gì làm đang xem phê nha Mình tên là Lan Anh sau đây mình xin kể câu chuyện tưởng chừng như là phim Hollywood của con bạn mình Chuyện là mình có một con bạn tên là Loan, còn thằng định tráp nó tên là Lương. Chúng nó quen nhau qua game trong một ngày trời mưa dông và không có việc gì làm. Thì con bạn mình đã tải cái game tên là Free Fire chỉ vì nghe mình nói chơi game sẽ có người yêu với một đứa ế quanh năm suốt tháng như đó thì đã không ngần ngại thử mọi cách để có người yêu nhưng mà nó đâu có ngờ game đó toàn những thành phần bất hảo đâu mình nói như vậy có bạn nào nhột thì cho mình xin lỗi nha <laughs> mới tại game được có hai 3 ngày thì nó đã quen được một anh mới đầu thì hai người chỉ nói chuyện xã giao thôi ai dè càng chơi càng thân thiết quay lại với câu chuyện thì anh đó chính là lương nhưng mà lương muốn tráp cho con bạn mình đau khổ hay gì mọi người kể một chút về Lương thì Lương chính là người đã từng quấy rối con bạn mình qua Zalo và Facebook. Ngoại hình thì Lương trông không khác gì một con nghiện, người gầy gò nhìn ốm yếu cực, ăn tiền là ở quả tốc có cái máy ngố cực cao trông như đùi bầu á. Mình kể như này không biết các bạn có hình dung ra được không ta? Vì là người đã quấy rối con bạn mình, nên con bạn mình không ưa gì đó rồi. Lương đã lấy một cái tên khác để che giấu đi thân phận, lập hẳn một cái app Facebook mới để nhắn tin với con bạn mình. Lương giả tên là Huy để trao đổi và trò chuyện cùng con bạn mình suốt một thời gian Lương có bật mic lên để nói chuyện Nhưng mà thề là giọng đó mình không thể nhận ra luôn Do trời mưa lạnh nên là Lương bị bể giọng hay sao á Thế là cứ ngày này qua ngày nọ Lương cứ giả dạng người khác để làm quen với con bạn mình Là con gái mà tiếp xúc với người thân thiết hay là chơi chung và quan tâm mình Từng ly từng tí thì ít nhiều gì cũng có phần trung động đúng không? Nhưng không ngoài dự đoán, con bạn mình đã cho nó một cơ hội. Trong thời gian hai đứa nó tìm hiểu nhau thì con bạn mình liên tục bị Lương nhắn tin đòi xem ảnh nóng và chat 18 cộng. Con bạn mình cảm thấy khá là hoang mang nên đã bật chế độ thám tử lừng danh Conan phiên bản lỗi lên. Nói là phiên bản lỗi thế thôi nhưng mà không có kém gì phiên bản gốc đâu nha. Theo thông tin mà con bạn mình có được thì ngày tháng năm sinh của ạt game đó trùng với ngày sinh của Lương. ID game cũng trùng với ID của Lương thời mới chơi game. Con bạn mình biết được điều này là do thấy ảnh ạc game của Lương qua Zalo nha và ti tỷ thứ giống nhau. Kể đến đây thì mình thấy Lương khá là ngu ngốc vì đã gửi ảnh mặt Lương nhưng mà chỉ che được cái miệng. Che được cái miệng thì ít nhiều gì cũng rất dễ nhận ra khuôn mặt của Lương. Con bạn mình bắt đầu truy hỏi cặn kẽ mọi việc nhưng mà Lương đã chối bay chối biến mọi chuyện. Lương cứ ngỡ là con bạn mình sẽ không truy hỏi nó nữa nhưng mà lương tính không bằng con bạn mình tính con bạn mình đã dựa vào những bằng chứng đanh thép để chứng minh rằng lương là kẻ lừa dối nhận biết là không thể giấu thêm nữa nên là lương đã thừa nhận mọi việc con bạn mình cay lắm chứ vì lương bảo là cuối tuần sẽ có bất ngờ cho con bạn mình chắc mọi người cũng biết là bất ngờ gì rồi đúng không các bạn cứ ngỡ là mọi chuyện đã kết thúc rồi hả câu trả lời của mình là không nha ngay ngày hôm sau con bạn mình đã hộ tống chị em của nó cụ thể là mình và một số thằng tay to xuống thẳng lớp nó đi dằn mặt. Lương nhìn thấy mấy thằng tay to mặt lợn thì cái mặt đã nhăn như đít khỉ. Thề với mọi người là cái khuôn mặt đó nó hài kinh khủng. Nhưng mà lúc đó mình phải nén nụ cười xuống đi dằn mặt. Mọi người xung quanh thấy thế thì bu kín lại để hóng chuyện. Lương thấy tình cảnh như thế thì khóc lóc vang xin tha lỗi. Nước mắt nước mũi luôn trào theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn á. Tất nhiên con bạn mình không xuống lớp nói để dằn mặt thôi đâu. Con bạn mình vừa chửi to cho mọi người nghe và tặng thêm mấy cái tác thốn tận trời xanh mình nhìn còn thấy thốn huống chi là lương được trải nghiệm cảm giác đó. Sau khi giải quyết xong câu chuyện của lương, thì con bạn mình bị ám ảnh hai ba ngày thì mới xin chào pay và các bạn đã xem ạ. À. Em là mai và xin phép kể về câu chuyện của thằng bạn thân em. Nói sơ sơ thì em và nó ám nhau được 5 năm rồi. Năm nay bọn em đều là sinh viên năm hai. Em nhớ được đó cậu ấy chuyển vào lớp em và được thầy xếp ngồi cạnh em với cương vị là bộ trưởng bộ ngoại giao của lớp. thì em nhanh chóng bắt chuyện làm quen các kiểu. nhưng không như em nghĩ Cậu ấy rất khó gần và gần như là đứa hướng nội. Em phải dùng 2844 cách nói chuyện mới làm quen được với cậu ấy. Làm quen xong thì em mới biết cậu ấy là người bị tẩy chay ở trường cũ vì cậu ấy là gay. Ôi, em sốc vãi ra. Em không nghĩ là còn có chỗ kỳ thị LGBT như vậy luôn. Làm quen được một thời gian thì cậu ấy và em đã dính nhau. Cái gì cũng kể cho nhau và rất hay về nhà em chơi. Bố mẹ em cũng coi như cậu ấy như con luôn vì bố mẹ em biết cậu ấy là gay nên khá là yên tâm. Rồi một ngày đẹp trời em ngỏ ý muốn về nhà cậu ấy chơi Vì về nhà em đã khá nhiều rồi Vừa cất xe trong gara thì đã nghe bố mẹ cậu ấy lớn tiếng Và vừa bước vào cửa thì bỗng nhiên nguyên cái bình hoa lao thẳng ra chỗ bọn em May là né kịp và bọn em không sao Bố cậu ấy thấy cậu ấy về thì lập tức nắm tóc cậu ấy níu vào Liên tục đập đầu cậu ấy vào cái piano bên cạnh rồi lớn tiếng Mày tại sao lại như vậy hả? Tao có để mày thiếu thứ gì? Mà giờ mày lại yêu con trai, mày là cháu đích tôn thì phải lấy vợ nói dỗi chứ, gây là cái thứ tổm lộm Mai tao thuê bác sĩ về chữa cho mày Rồi đi ra gọi cho ai đó Em đúng kiểu sợ luôn Không nghĩ lại có những người bố tàn nhẫn như vậy Bác gái vừa khóc vừa xoa đầu cậu ấy Rồi nhẹ nhàng bảo em Con là đứa bạn duy nhất của nó Con đưa nó tạm đi chỗ khác đi Em nghe xong lập tức đưa cậu ấy về nhà em Với cái đầu đầy máu Rồi tạm sơ cứu cho cậu ấy Sáng hôm sau bố em biết chuyện cho cậu ấy chủ động kể Lập tức chở cô ấy và em lên trường xin nghỉ cho hai đứa rồi đi thẳng lên nhà cậu ấy theo chỉ dẫn. Đến nơi thấy bố em thì hai người đó đón tiếp rất nhiệt tình. Bố em thì ngồi chưa ấm ghế đã đi thẳng vào vấn đề luôn. Bố em uống miếng trà rồi nhẹ bảo. Tôi và ông đều chỉ có một đứa con duy nhất nhỉ. Bác ấy gật gù cười cười. Bố em nói tiếp. Chúng ta đều dùng hết tâm tư và tình cảm vào một đứa con. Cố gắng cho nó bằng bạn, bằng bè và mong nó được hạnh phúc. Chứ không phải là ép nó đáp ứng hết niềm hy vọng của chúng ta vì ta chỉ có nghĩa vụ sinh nó ra và cố gắng hậu thuẫn cho đến khi nó trưởng thành rồi tự nó chọn tương lai của bản thân bác ấy im lặng như cố gắng suy ngẫm điều gì đó bố em sau đó nói một câu nữa tôi biết con ông nó thích con trai ông có vẻ thất vọng về nó nên đã đánh nó chảy cả máu đầu nhưng ông có điều không biết là nó thích con trai là hạnh phúc của nó là tự do chứ không phải là quyền mà chúng ta có thể kiểm soát được bộ y tế nước ta cũng công nhận gây không phải là bệnh mà đúng không rồi bố em khẽ cười Sau đó xin phép về luôn Vốn định để cậu ấy ở lại nói chuyện với bố mẹ Nhưng cậu ấy lại muốn về với bọn em Để bắt ấy tự suy ngẫm. Một tháng sau cậu ấy được bố đón về Với thái độ khá cởi mở Đêm hôm đó em có khôn với cậu ấy mặt cậu ấy tươi roi rói kể với em Bố tao chấp nhận tao rồi mày Nhờ sức bố mày hết đó Bố tao bảo là bố tao đã cố gắng tìm hiểu về LGBT trong suốt một tháng qua rồi Vì vậy tao sẽ bao mày trà sữa ăn mừng Em nghe xong cũng mừng cho cậu ấy lắm luôn á. Rồi bọn em cứ thế coi nhau như người nhà. Bố mẹ cậu ấy cũng coi em như con gái nhà đó luôn. Tại đây em xin chúc các bạn LGBT sớm come out và được gia đình ủng hộ ạ. À. Còn nếu đã come out thì chúc các bạn hạnh phúc nha. mình lên đây xin phép được kể câu chuyện tình yêu xảy ra giữa mình cùng bạn gái của mình mình là nam năm nay cùng hai mấy cái xuân xanh rồi và mình là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện chuyên khoa về tim mạch đến một ngày bệnh viện nhận một ca khẩn cấp lúc mọi người đang xếp số thì mình bất ngờ nghe thấy mấy chị y tá bảo rằng có một bệnh nhân đang bị khó thở cần lập tức nhập viện và kiểm tra và chắc hẳn nghe đến đây các bạn cũng biết cô bé bệnh nhân ấy chính là nửa kia của mình sau khi ổn định được một chút thì em được xếp số cho khám bệnh ưu tiên. Nghe bác sĩ đọc kết quả nói rằng em bị bệnh tim, khả năng cao là do bẩm sinh mà gia đình không biết. Chức năng tim của em khá thấp và em có thể coi như là bệnh nhân trẻ tuổi nhất khoa nhưng lại là người bị bệnh nặng nhất, thế nên em phải nhập viện điều trị ngay. Sau khi ở được tầm 2 tuần, bác sĩ trưởng khoa quyết định sẽ cho em đi chụp CT mạch vành có tiêm thuốc cản quan. Trước khi bắt đầu vào phòng thực hiện thủ thuật, trước khi bắt đầu vào phòng thực hiện thủ thuật lần này mình đã được chứng kiến nhan sắc của tình yêu tương lai phải nói là em ấy hơi mẫm miễm một chút rất là dễ thương mặc dù làn da xanh xao cùng với đôi cánh tay đầy băng gạc và dây chuyền nhưng cũng không làm lu mờ đi đôi mắt tuyệt đẹp của em sau khi đến lượt em được gọi tên vào phòng mình chính là người đẩy xe lăn cho em em cầm trai chuyền bằng một tay tay còn lại nắm chặt tuy em đeo khẩu trang như mình nhưng mà mình có thể đoán được có lẽ là em đang rất sợ. Mình an ủi em rằng không có gì đâu, chỉ như kiến cắn thôi mà. Còn em thì chẳng nói gì mà cũng chỉ cười nhẹ với mình thôi. Lúc đầu vào phòng đối diện với hơn chục bác sĩ của cả thực tập ở trong phòng, em thể hiện ra rằng mình vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ hãi giống như ở bên ngoài. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi em biết phải cởi đồ bệnh nhân đang mặc trên người để bôi treo, mặt em lúc đó thực sự là tái như con nhái, hai tay ửng đỏ hết cả lên. Em quay mặt sang một bên, cố giấu khuôn mặt đang đỏ lên như trái cà chua. Một anh bác sĩ nhanh tay, tháo dây áo, mình thấy cánh tay của em trung lên. Lúc đó mình liền nói với anh kia rằng việc này hay là để cho chị y tá làm cho em ấy đỡ sợ. Thì liền bắt gặp ánh nhìn của em ấy. Thì liền bắt gặp ánh mắt em quay sang nhìn mình long lanh, mỉm cười gật đầu cảm ơn mình. Mình cười với em để trấn an, sau đó tiếp tục công việc của mình, lấy đồ nghề cần thiết. Mà trong lòng luôn văng vẳng một câu nói, sao em nó cười bánh cuốn vậy ta? Sau đó là đến quá trình làm thủ thuật, mình biết là với một cô bé 18 tuổi như em, một người chưa bao giờ đi khám bệnh trước đây, phải trải qua khoảng thời gian này thật sự là rất sợ và đau. Vì nói thật là em hơi chúp bi một chút xíu và mạch của em hơi lặng nên quá trình diễn ra rất lâu. Các bác sĩ còn lại vô cùng khó khăn trong việc tìm thấy mạch đập của em, thấy mình gây khó khăn cho việc thực hiện thủ thuật. Em ngại lắm, cứ ướp mặt xuống gối, không thèm nhìn lên, tai thì đỏ ửng hết cả. Sau một lúc thì cuối cùng cũng tìm thấy Và bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc từ từ Mình có thể nhìn thấy em đau đến trung người Nước mắt chảy tèm lem hết Bao nhiêu công sức gồng từ nãy giờ Đã bị em cho tan thành mây khói Đau muốn chết ai mà gồng cho nổi nữa Mình luôn miệng an ủi em cố lên Chỉ còn một chút nữa là xong rồi còn em thì đau quá nên nhiều lúc cứ trên trĩ khẽ như con mèo ấy, nhìn vừa buồn cười lại vừa thương. Mình có lấy tờ giấy lau nước mắt cho em, còn vừa cười vừa trêu em là sao lại khóc thế này, đâu đến nỗi khóc luôn hả? Em đang khóc thì cũng vẫn phải tranh thủ nói lên ấm ức với mình Em cũng chỉ là con gái thôi mà Thú thật là lúc đó cả phòng Mấy bạn thực tập sinh cùng mình cũng bật cười Vì cái độ cà khịa bất chấp nỗi đau của em Sau khi tiêm xong thì em vẫn nằm đó 20 phút để kiểm tra thêm Xem có phản ứng gì với thuốc không Lúc đó thì mình cũng ngồi tâm sự với em đủ chuyện trên trời dưới đất Mà công nhận lúc đầu tưởng em ngoan ngoãn hiền lành Kiểu khó nói chuyện giống như mấy cô thiếu nữ nhà gia giáo thời xưa Ai mà có vẻ sau khi hết đau Tìm được người hợp cả Em nói chuyện còn bung lụa hơn cả trước đó. Có mấy chị y tá trước đó đã nói với mình rằng em bị ít nói, có vẻ là người hơi hướng nội. Lúc đó mình chỉ nghĩ, bộ em là người hướng nội part time hay gì? Chính lúc đó mình cũng không nghĩ mình sẽ dính em đến tận bây giờ. Chỉ nghĩ là trò chuyện với bệnh nhân cho em bớt căng thẳng thôi. Sau đó thường thường em hay xuống dưới sân bệnh viện để đi dạo. Mình và em cũng hay gặp mặt giữ liên lạc cùng với nhau. Vì em ở trên tỉnh lẻ nên bọn mình cũng khó mà gặp nhau thường xuyên được. Hàng tháng cứ một lần em lại xuống bệnh viện khám định kỳ một lần. Lúc đó sau khi khám xong thì em sẽ nán lại, chờ mình tan ca để cùng nhau đi chơi. Bệnh tình của em cũng chuyển biến khá tốt và vài tháng trước mình đã quyết định tỏ tình với em. Lúc ấy em còn trêu mình, bảo lúc ở trong phòng khám anh gần như nhìn thấy hết của em rồi còn gì. Nên là anh phải chịu trách nhiệm với em là đúng rồi. Mình cũng bật cười và trêu lại em rằng em có vẻ tự hào với chiến tích của mình quá nhờ. Không phải lúc đó em còn ngưỡng chín cả mặt ra rồi ướp mặt xuống gối hả? làm em nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí. Chuyện tình của bọn mình đến với nhau dễ thương và ngây thơ như vậy đó. Mình cũng không hiểu sao mình bị dính em đến vậy nữa. Cái cách mà em bộc lộ hai trạng thái khác biệt cùng lúc, khi ở bên cạnh người yêu thì vừa phỡn lại còn bày trò để hôn trộm người yêu. Ấy thế mà đối mặt với người ngoài thì đúng là trở thành một người trầm lắng suy tư luôn, dễ thương chết đi được. Hôm nay là sinh nhật của em nên mình lên page muốn kể câu chuyện tình yêu của bọn mình tại đây. Cùng với lời chúc mừng sinh nhật cục bông quấn người yêu dấu của anh, chúc em một tuổi mới xinh đẹp hơn, dễ thương hơn và yêu anh hơn nữa nha. Tặng em một tình yêu siêu to khổng lồ của anh ngoài ra sang tuổi mới, chúc em bớt sợ gián. Chúc em bớt sợ dán sợ ma, sợ mấy con sâu lông lá trong gớm giết chết được và sợ kim tiêm nha má. Có người yêu làm bác sĩ mà sợ kim tiêm thì su nha.